Chào anh em nhé, hôm nay em giới thiệu cái máy rửa xe mili của Ryobi. Cái này nó thuộc dạng mili thôi. Công suất của nó là bao nhiêu thì em xem là cái thông số. Công suất của nó là 1550W. Nó phun được 7 lít trên 1 phút. Cái này thì tay sách ở đây. Cần kéo. Máy mini, bác nào có nhu cầu về cái máy rửa xe Ryobi này thì cứ vui lòng liên hệ số điện thoại 0922 400 500. Đây là 1550W này. Cái BSI là 1885 BSI, dây 5m, 6 lít trên 1 phút. Cái này là 6 lít chứ không phải 7 lít. Này thì mình dùng gia đình thì là nó phù hợp, vừa nhỏ gọn. Một cái gia đình mình nhỏ thì mình dùng cái này nó nhỏ gọn thôi. Này nó chỉ có một cái duy nhất thì nó không có nhiều, tại cái đời này nó không có ra. Bây giờ nó ra 1.800, 2.000, 2.400. Này 1.500. Nó ít ra đấy. Nó không còn nữa. Thì bác nào có nhu cầu về cái máy này thì cứ liên hệ số điện thoại cửa hàng 0922 400 500. Ở đây em xin chào và hẹn gặp lại.